suốt ngàn mà. Tôi đi ngang qua tôi thấy có máy đang xúc đất làm việc để đắp những cái bờ kè dọc sông như thế này, đắp bờ sông như thế này, thì tôi đến tôi dừng lại tôi quay cho cả nhà mình xem. Và còn phía bên kia thì bà con mình cũng đang hái ớt. Dạ. Bây giờ chúng ta đi đến bến đò nha cả nhà. YouTube đăng YouTube bấm vô Ấm Áp Miền Tây nha.
Bánh đò này kêu là bánh gì, đò gì anh? Bánh đò Chợ Thủ. Bên đây Thanh Bình, bên kia Chợ Thủ. Bên đây là Thanh Bình ha, lát nó qua bên kia Chợ Thủ. Bên kia Chợ Thủ thì biết, nãy đi qua biết rồi. Còn đây là Thanh Bình. Quay phim gì đó? Quay phim, đăng YouTube á. Em thấy còn lộn bừa bộn lắm, còn lộn xộn dữ lắm. Còn sắt sắt thép. Không, bây giờ cũng đã gần ổn định rồi, lái xe nó cắt cầu, cắt tum, cắt đồ nó khang trang lắm. Dạ. Em thấy còn sắt thép còn bỏ bừa bộn lắm, chưa có xong đâu. Đó là gần 2 năm rồi đó. Làm vậy hả? Gần 2 năm rồi. Vậy là chung một chủ đó chắc à? Và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.